Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồng Hồ Hải Triều. Nếu các bạn là một người đam mê vẻ đẹp của những chiếc đồng hồ vài cổ, hay các bạn là những người giới dân văn phòng, những anh doanh nhân thành đạt đang muốn tìm một chiếc đồng hồ với thiết kế cực kỳ cổ điển, mức giá phải chăng, kèm theo độ bền cực kỳ là của Nhật Bản, thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn một chiếc đồng hồ cực kỳ đẹp mà mình cực kỳ thích. Đó chính là chiếc Casio Bisei BEM312. Và bây giờ mời các bạn cùng mình khám phá nhé. Và đây là nhân vật của chúng ta, chiếc Casio Bisei BEM312D. Và phiên bản trên tay của mình là phiên bản có tên mã là 1AVPF. Thì ở phiên bản này các bạn sẽ có một chiếc đồng hồ với phần dây là dây kim loại, dây thép và phần mặt màu đen. Ngoài ra các bạn còn có thêm những phiên bản màu khác như là mặt trắng, dây kim loại hoặc là mặt trắng, mặt đen mà dây da. Như phiên bản mình thích nhất là phiên bản đồng hồ như thế này đây. Các bạn sẽ có một chiếc đồng hồ với phần dây kim loại. Thì đặc điểm của phần dây kim loại các bạn sẽ dễ dàng tùy biến thành chiếc đồng hồ dây da. Chỉ cần thay bộ dây là các bạn sẽ có một chiếc đồng hồ và dây da. Coi như là các bạn đeo chiếc đồng hồ 2 trong 1, vừa dây da vừa dây kim loại. Tuy nhiên nếu các bạn mua chiếc đồng hồ bằng dây da thì khi các bạn muốn đeo chiếc đồng hồ thành dây kim loại thì chúng ta phải đặt bộ dây rất là khó khăn. Và nếu có thì cũng thời gian rất là lâu. Nên mình sẽ khuyên các bạn thay vì chúng ta sẽ bù một tí chi phí để lấy một chiếc đồng hồ dây kim loại, nó sẽ tiện lợi hơn so với các bạn mua một chiếc đồng hồ dây da. Quay trở lại, các bạn sẽ có một chiếc đồng hồ với size mặt là 40mm. Đây cũng là một size mặt khá là thích hợp với cổ tay người châu Á, điển hình như người Việt Nam, đeo rất là đẹp, rất là vừa dặn với cổ tay của chúng ta. Như các bạn có thể thấy ở đây, phần vỏ và dây của chiếc đồng hồ được làm bằng thép không rỉ. Casio họ làm điều đó rất là đẹp. Mình cảm giác khi cầm chiếc đồng hồ trên tay thì nó tạo cho mình một cái vẻ gọi là rất là cao cấp của những chiếc đồng hồ và của những hãng xa xỉ đắt tiền. Cái ấn tượng đầu tiên khi mình nhìn chiếc đồng hồ này thì đầu tiên mình chưa được chạm vào nha. Mình thấy ôi chiếc đồng hồ này rất là đẹp, rất là sang trọng. Nhưng mà không biết cầm lên thì chiếc đồng hồ này, cái trọng lượng của nó cũng như là cái những chi tiết của nó bên trong như thế nào, liệu nó có làm cho mình cảm thấy nó đáng đồng tiền bát gạo hay không. Thì khi mình được sờ trực tiếp chiếc đồng hồ này thì mình nói thôi rồi, chiếc đồng hồ này cực kỳ đáng giá, cực kỳ sang trọng, cực kỳ sang chảnh luôn. Nhưng mà mức giá của nó lại vô cùng là phải chăng, dễ dàng để các bạn tiếp cận. Khi mình cầm trên tay thì đặc điểm mà mình thấy mình thích nhất ngay từ đầu đó chính là trọng lượng của chiếc đồng hồ. Trọng lượng của chiếc đồng hồ này khá là đầm tay. Với phần dây thép như thế này, ban đầu mình nhìn phần dây thép này mình cũng nghĩ là Casio họ hoàn thiện cái phần dây thép này cũng lỏng lẻo, cũng nhẹ. Nhưng mà không, khi trên thực tế phần dây Casio làm rất là đẹp. Họ làm rất là dày và cầm cực kỳ đầm tay. Những cái mesh như thế này được làm rất là tỉ mỉ. Đúng thiệt, Casio họ làm rất là hay, mặc dù chiếc đồng hồ chúng ta ở mức giá là bình dân. Phần khóa như các bạn để ý ở đây, phần khóa thay vì những cái phần mà thép mỏng thì Casio họ cho nguyên một tấm thép không rỉ rất là dày, rất là chắc chắn. Và điều này sẽ dễ dàng các bạn nhìn thấy ở những mẫu đồng hồ cao cấp của những hãng đồng hồ thị sĩ đắt tiền. Đó, các bạn có thể thấy. Quay trở lại với nhân vật chính, ấn tượng đầu tiên mà khi các bạn nhìn vào mặt đồng hồ là các bạn sẽ thấy lịch tuần trăng moon phase ở vị trí góc dưới 6 giờ này đây. Đó, tuy là một chiếc đồng hồ gọi là trung cấp của Casio nhưng mà tích hợp thêm moon phase một phần nào đó sẽ giúp chiếc đồng hồ sẽ dễ dàng tiếp cận hơn ở những bạn mà đam mê chiếc đồng hồ vài cổ, hay là những bạn doanh nhân đang tìm chiếc đồng hồ. Nhưng mà lúc nãy mình nói thì nếu mà mình mà đầu tư mua chiếc đồng hồ này thì mình nói vui thôi là cái tuần trăng này sẽ giúp mình ăn chay. Nếu mà trăng mới mọc là mùng 1 ăn chay, trăng ở giữa là 14-15 rằm ăn chay, trăng cuối là 28-29-30 cũng ăn chay. Chiếc đồng hồ thích hợp cho những người ăn chay như mình. Đó chỉ là chi tiết mình nói vui thôi. Bây giờ mình sẽ nói chi tiết hơn về những chi tiết bên trong mặt đồng hồ mà mình cảm thấy cực kỳ đáng tiền chiếc đồng hồ này. Thứ nhất, các bạn nhìn vào các bạn sẽ thấy kim giờ và kim phút được Casio cách điệu theo kiểu cổ điển. Các bạn sẽ có một chiếc kim với cái đường gập ở giữa, nó tạo ra một hiệu ứng ánh sáng rất là đẹp. Và những cái lỗ tròn và những cái kim, cái lỗ tròn này nó sẽ tạo cho các bạn gợi nhớ đến những cái kiểu kim của những chiếc đồng hồ treo tường cổ điển hồi xưa. Về những vạch chia giờ thì Casio trang bị cho cái mẫu đồng hồ những vạch chia giờ được mạ kim loại rất là đẹp. Mà mình nghĩ nó là kim loại luôn chứ không phải là mạ đâu, tại vì nhìn nó rất là cao cấp rồi. Được đánh số la mã,
Và một điểm mà mình xin lý giải ở đây là các bạn nhìn ở vị trí số 4 này, thay vì là số 4 La Mã chúng ta hay ghi thì Casio họ làm 4 vạch. Thì cái điều này một số anh em, mình có xem một số diễn đàn thì anh em có hỏi là liệu cái vạch này có phải là đồng hồ nhái không, thì mình cũng xin nói là hoàn toàn cái số 4 này được đánh 4 vạch hoàn toàn nó có một câu chuyện, một cái gọi là một cái ý nghĩa sâu xa, luật bất thành văn tại sao số 4 trên chiếc đồng hồ lại không là số 4 La Mã chúng ta thường ghi mà là 4 vạch. Thì để các bạn có thể tìm hiểu thêm về tại sao về số 4 như thế này thì các bạn thể, thì kênh đồng hồ Hải Triều đã có một cái bài viết để nói chi tiết hơn về vấn đề này, các bạn có thể tìm đọc lại. Ok, và một đặc điểm mà mình thấy cực kỳ thích trên chiếc đồng hồ này, nó tạo cho mình một cái nét cổ điển, đó chính là hai cái phần đồng hồ nhỏ ở vị trí góc 9 giờ và 3 giờ. Các bạn sẽ có một ở vị trí góc 9 giờ, các bạn sẽ có một mặt đồng hồ nhỏ với phần kim sẽ chỉ cho các bạn là thứ, còn 3 giờ sẽ chỉ cho các bạn là ngày. Và để điều chỉnh được hai cái phần đồng hồ nhỏ này thì các bạn sẽ phải sử dụng chế độ là chỉnh giờ chiếc đồng hồ này. Về nút bấm trên chiếc đồng hồ này cũng khá là cơ bản, Casio cho nó một cái ti duy nhất như thế này thôi, nên các bạn cũng dễ dàng tiện lợi để chỉnh giờ, không có gì khó, tương tự như chiếc đồng hồ cơ bản. Và đó là những thông tin cơ bản mình đã tổng hợp được trên chiếc Casio Besides BAM 312 này. Mình cực kỳ thích. Anh em nghĩ sao về chiếc đồng hồ này? Nếu anh em có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc hay muốn đóng góp ý kiến cho video sắp tới thì cũng đừng ngần ngại, hãy để lại bình luận phía dưới video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Cùng nhau ra hái chiều, lấp lánh ánh sáng phản chiếu khắp nơi như là đang đón mừng. Sản phẩm chính hãng sẽ giúp các anh phong độ thêm sáng ngời.